Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chống bạo lực, học đường bằng bạo lực, sự rốt nát từ những cái đầu lãnh đạo. Giáo dục Việt Nam hiện nay đã rách nát và không biết nên vá như thế nào. Tình trạng thầy trò đánh nhau, thầy đánh trò, trò đánh thầy xảy ra rất nhiều trong cả nước. Để xây dựng đất nước, quốc gia nào cũng bắt đầu từ nền giáo dục. Nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục làm cho xã hội sạch, hoặc ít nhất cũng không để cho xã hội bẩn hơn. Tuy nhiên, với chủ nghĩa xã hội thì nền giáo dục không thực hiện được nhiệm vụ làm sạch xã hội, mà ngược lại bị xã hội nhiễm bẩn. Một tối kiến của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Bạo lực học đường chỉ là một góc nhỏ trong sự thối nát của nền giáo dục và phản ánh hiện thực xã hội. Ngoài xã hội, người ta sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, thì song trường học có bạo lực học đường. Xã hội sử dụng công an trị thì học đường có sao đỏ. Xã hội có tham nhũng thì nhà trường cũng có tham nhũng. Xã hội có tình trạng hạch sách vòi tiền dân thì nhà trường cũng tìm cách móc túi học sinh, mà thực chất là móc túi phụ huynh. Nói chung, nhà trường là bản sao của xã hội. Và ngày 12 tháng 12, tờ báo Dân Trí có bài Thành phố Hồ Chí Minh dạy võ tự vệ cho học sinh giáo viên để chống bạo lực học đường. Được biết, đây là chủ trương của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, rõ ràng là chính quyền thừa nhận tình trạng bạo lực học đường đã đến hồi báo động, dấu hiệu của một nền giáo dục thất bại, thảm hại. Không rõ vị nào trong Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghĩ ra cách cho giáo viên, học sinh đi học võ để chống lại bạo lực học đường. Quả thật, đây là một ý tưởng cho thấy sự rốt nát của tầng lớp lãnh đạo ngành giáo dục của thành phố này, bởi không thể chống bạo lực bằng bạo lực. Nếu làm như vậy thì chỉ khiến cho bạo lực càng thêm bùng phát hơn, chứ không thể nào dẹp được bạo lực học đường. Phía nhà lãnh đạo ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì nói rằng học võ chỉ để tự vệ, nhưng ai có thể bảo đảm khi đã có võ thì những giáo viên, học sinh ấy có dùng võ để tự vệ hay không, hay dùng để gây gổ? Ai kiểm soát được điều này đây? Hơn nữa, khi cho phép dùng bạo lực để chống lại bạo lực thì sẽ không còn đạo đức, chính nghĩa, lẽ phải, pháp luật là gì nữa? Giữa người với người chỉ đối xử với nhau bằng nắm đấm, khi đó lẽ phải sẽ thuộc về kẻ mạnh và xã hội sẽ trở nên hỗn mang, cá lớn nuốt cá bé. Nền giáo dục không dạy được chữ lễ cho học sinh thì bạo lực học đường sẽ nổi lên thôi. Thực ra học võ không sai, học võ có thể rèn luyện cơ thể, cải thiện thể chất và tâm tính con người. Võ thuật có thể sử dụng như một môn thể thao và võ thuật có thể được sử dụng để bảo vệ kẻ yếu. Một học sinh có thể học võ từ nhỏ, nhưng cùng với đó cũng phải được học về đạo đức. Chỉ khi có đạo đức tốt thì người học võ mới có thể sử dụng võ học để làm những điều tốt đẹp cho xã hội và cho cộng đồng. Điều cốt lõi để dẹp bỏ bạo lực học đường là phải giáo dục đạo đức cho học sinh. Và việc giáo dục này không thể chỉ bằng những bài học giáo khoa, những lời giao giảng sáo rỗng, mà phải giáo dục bằng hành vi, bằng nêu gương. Khi mà người thầy bước vào lớp học, đòi học sinh đủ thứ tiền giống như những kẻ đòi nợ thuê. Khi người thầy còn trù dập nhằm thúc ép học sinh học thêm với thầy, thì không thể nào đào tạo ra những lớp học sinh có đạo đức cho được. Có trường học dưới chế độ Cộng sản thường theo khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn. Tuy nhiên, đó chỉ đơn giản là khẩu hiệu. Nhà trường của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại cả trong dạy lễ và trong dạy văn, cho nên nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hiện nay chẳng khác nào một nồi cám lợn. Mặc dù vậy, các quan chức cấp cao của Đảng thì luôn hô hào yêu nước, nhưng cuối cùng họ đều bỏ hàng trăm ngàn đô la ra để đưa con cái ra nước ngoài du học. Khi có võ, học sinh sẽ dùng để tự vệ hay tấn công thì có trời mới biết. Một khi nền giáo dục đã không còn chữ lễ thì việc khuyến khích học sinh học võ để mà tự vệ chẳng khác nào khuyến khích chúng chiến với nhau. Ý tưởng này chính là hành động lấy xăng chữa lửa. Nền giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam nói chung hiện nay đã quá nát, nhưng vẫn đang tiếp tục nát nhuyễn hơn nữa. Mà góp phần làm cho hệ thống giáo dục ngày càng nát thêm chính là những cái đầu rốt nát của những kẻ nghĩ ra cách cho con học võ để chống bạo lực học đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chống bạo lực học đường bằng bạo lực, sự rốt nát từ những cây đầu lãnh đạo.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cổ trọng đeo huân chương, cổ đảng đeo trọng, cổ dân thì bị thít. Đầu tháng 11 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng được ông Tập Cận Bình tặng huân chương hữu nghị. Buổi trao tặng được tổ chức long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Tại đó, ông Tập Cận Bình khen ông Nguyễn Phú Trọng là người bạn tốt, chân thành của Trung Quốc, người định hướng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời đại mới. Cổ của ông Nguyễn Phú Trọng đeo huân chương của ông Tập. Câu hỏi đặt ra là ông Tập khen ông Trọng là bạn tốt, chân thành, nhưng liệu ông Tập có chân thành với ông Trọng hay không? Hay là sự chân thành chỉ có tính một chiều mà thôi? Bởi mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã là bất bình đẳng. Họ xưng với nhau là anh em chứ không phải là đồng chí. Ngay trong cách xưng hô anh em đã cho thấy sự bất bình đẳng rồi. Anh bao giờ cũng ở vai vế cao hơn của em. Nhìn hành động của ông Tập Cận Bình trên Biển Đông thì ai cũng biết ông ta không hề chân thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Miệng thì nói về thứ tình hữu nghị nhưng tay lại dìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Ông ta ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt trên ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam. Những hành động của ông Tập Cận Bình như thế vừa để lấn tới bành trướng chủ quyền, vừa sử dụng sự chân thành của ông Nguyễn Phú Trọng, và quả thật phía ông Trọng chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Thỉnh thoảng có người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng và luôn lặp đi lặp lại vài câu phản đối vô hồn như con vẹt, chỉ để đối phó với dư luận trong nước chứ không có bất kỳ hành động thực tế nào, ví dụ như kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philippines đã làm. Cho nên tấm huân chương móng Tập Cận Bình trồng lên đầu ông Nguyễn Phú Trọng cũng bởi loại lòng nhân thành như thế. Đảng bị trong thòng lọng hán hóa. Chiến lược của ông Tập là khiến ông Nguyễn Phú Trọng phải chân thành, mà cái chân thành một chiều như thế thì gọi là trung thành mới đúng. Khi nắm thóp đống tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và dâng kế, tức là biến đà hổ diệt ruồi thành đốt lò, ông Tổng Trọng triệt hạ phe cánh thâu tóm quyền lực, rồi từ đó áp đặt sự ảnh hưởng của Trung Quốc lên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho thực hiện kế hoạch hán hóa mà ông đã ký với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh vào năm 2017. Trung Quốc tiến hành đào tạo nhân sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi thay máu ra lãnh đạo hiện tại, thì lúc đó Trung Quốc sẽ nắm toàn bộ đảng còn dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chi phối toàn đảng và đào tạo người kế thừa theo Trung Quốc, thì lúc đó Việt Nam bị cai trị bởi những người Việt thuần phục Trung Quốc. Đây là thực trạng vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên không ai có thể ngăn cản tiến trình này, bởi những người dám lên tiếng đã bị Tô Lâm uy hiếp, vô hiệu hóa trong phong trào đòi dân chủ trong cả nước, bị Tô Lâm triệt phá hoàn toàn. Trong đảng thì chẳng ai dám và cũng chẳng ai cản được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hiện giờ mọi thứ tự trôi đi theo kế hoạch của ông Tập Cận Bình. Sau khi hán hóa được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trung ương Đảng xem như cũng bị kéo vào tròng. Những người từng được Trung Quốc đào tạo sau khi nắm được những chức vụ cao trong đảng sẽ ra tay thít cổ toàn dân. Đó là điều khó tránh khỏi cho người dân Việt Nam. Và chỉ có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành với Tập Cận Bình, chứ ông Tập có chân thành với ông Trọng đâu. Việc quan hệ với Trung Quốc là cần thiết, bởi Trung Quốc là thị trường tỷ dân, là nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Bất kỳ quốc gia nào cũng muốn làm ăn với Trung Quốc, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam ngoại giao với Trung Quốc mới là điều rất đáng lo ngại. Giữa hai quốc gia thì phải là ngoại giao hai nhà nước, chứ sao lại ngoại giao giữa hai đảng cộng sản. Tổng bí thư thì dắt mũi đảng lại dắt mũi nhà nước, cho nên vận mệnh trăm triệu dân nằm trong tay một ông già thiếu minh mẫn là như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cổ Trọng đeo huân chương, cổ đảng đeo trọng và cổ dân thì bị thịt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.
chấm đề.